Vâng, xin chào bác Nguyễn My, xin cảm ơn cái câu hỏi của bác. Đây là những cái câu hỏi mà cũng có băn khoăn của rất nhiều các bác bệnh nhân khi mà tiến hành điều trị ung thư đại trực tràng. Bởi vì cái quan tâm của bệnh nhân khi phẫu thuật ung thư đại trực tràng, ngoài các vấn đề điều trị bệnh, người ta còn quan tâm đến cái vấn đề là liệu có phải mang cái hậu môn nhân tạo hay không. Bởi vì khi mang cái hậu môn nhân tạo thì bệnh nhân sẽ rất là tâm lý, và cái chăm sóc cái hậu môn nhân tạo cũng vô cùng vất vả và gây phiền toái cho bệnh nhân. Do vậy khi mà phẫu thuật thì bệnh nhân luôn luôn quan tâm liệu có phải mang cái hậu môn nhân tạo hay không. Như chúng ta đã biết thì xin chia sẻ với bác cùng quý vị khán giả, thì đối với hậu môn nhân tạo thì có rất nhiều loại hậu môn nhân tạo. Về vị trí thì có thể hậu môn nhân tạo ở ruột non hoặc hậu môn nhân tạo ở đại tràng. Có loại hậu môn nhân tạo tạm thời, ví dụ như trường hợp mà chúng ta cắt trực tràng miệng nối thấp, chúng ta làm cái hậu môn nhân tạo ở hồi tràng tạm thời để bảo vệ cái miệng nối ở dưới, sau đó chúng ta đóng lại. Hoặc chúng ta làm những cái phẫu thuật cấp cứu, chúng ta đưa hai đầu ruột ra để làm hậu môn nhân tạo, sau đó cục bệnh nhân ổn định thì chúng ta có thể tiến hành đóng hậu môn nhân tạo lại. Hoặc là những trường hợp mang hậu môn nhân tạo vĩnh viễn là những trường hợp mà các cái khối u ở trực tràng thấp, không có khả năng bảo tồn cái hậu môn được, thì bắt buộc các phẫu thuật viên phải khoét bỏ hậu môn, thì bệnh nhân phải mang cái hậu môn nhân tạo vĩnh viễn. Vì vậy thì đối chiếu với cái trường hợp của bác thì bác được mổ cắt đại 1/2 đại tràng trái kèm theo cắt lách, thì chứng tỏ là cái thời kỳ mà bác phẫu thuật thì bác được phẫu thuật cấp cứu do tình trạng tắc ruột, khối u lan rộng. Khi mà mổ thì phẫu thuật viên cắt cái khối u và vết hạch cho bác, và cắt lách thì do cái tình trạng tắc ruột nên của bác không nối ruột được nên phải mang hậu môn nhân tạo. Có thể nói là cái hậu môn nhân tạo của bác là cái hậu môn nhân tạo tạm thời, thì hoàn toàn có thể bác có thể đánh giá, chụp chiếu tham lâm sàng thì bác hoàn toàn có cơ hội để đóng lại cho bác để bác đi ngoài cái đường giới bình thường được. Về triệu chứng lâm sàng thì bác thấy cái tức tại vị trí hậu môn thường, mặc dù bác đã có cái hậu môn nhân tạo, thì bởi vì khi phẫu thuật của bác thì vẫn còn một cái đoạn ruột ở phía dưới cái hậu môn nhân tạo đến cái hậu môn thật, thì cái niêm mạc của ruột đấy nó vẫn tiết dịch, làm cho ứ dịch trong cái đoạn ruột đó, làm cho kích thích vào cái bóng trực tràng, làm cho bác cảm giác đi ngoài bót dặn tức hậu môn. Thì đối với trường hợp này thì bác có thể tiến hành bác thụt hậu môn bằng nước, hoặc là thụt bằng các cái chế phẩm ví dụ như Flit hoặc Nicolac, thì bác đi ngoài hết các cái chất tồn trong cái trực tràng thì bác sẽ đỡ bị tức ở hậu môn hơn. Và xin cảm ơn cái câu hỏi của bác ạ.